trân trọng kính mời Tổng thống Đào Minh Quân cùng tất cả quý đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa làm lễ chào quốc kỳ quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Bắt đầu. Sau đây là phút mặc niệm. Kính mời Tổng thống và quý vị dành một phút để tưởng kính hồn thiêng, sông núi, chư anh linh, tiền nhân, liệt tổ, các anh hùng dựng nước và giữ nước. Đặc biệt anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa và đồng minh. Xin phù trì con cháu Việt Nam lạc hồng tiếp tục sự nghiệp lấy lại đất tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước, và cầu nguyện cho tất cả đồng bào thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong ngục tù cộng sản được siêu thoát vào cõi phúc. Phút mặc niệm bắt đầu. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta cho dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đứng dậy nay, đất mở lối muôn muôn về sau, là màu mở cho đất đai, là kết tụ của tính Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Tinh và hồn luôn luôn cùng sông núi, sống thì phải cho lắm ra, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất quốc và hùng anh. Mời quý vị cùng an tọa.
Quý vị hôm nay có khỏe không? Chào tất cả quý vị mới vào diễn đàn. Mời quý vị nghe một bài nhạc. Chào Vinh Tân Lê, chào Quỳnh Phương, chào Phương Nhi, chào Hồng Anh, chào Đào Xuân Phú, Công Đức Võ, Tuyết Ngọc Trương, Thanh Kiều.
lắm tư duyên. Cơn gió chiều lành búa tan màu, ngày xưa lá đỏ giờ không em soi đã u không em hoàn vẫn phù phường tiếng chuông chùa trầm trầm thê lương. Quên đi đời, quên cả tình thương. Chào Victor Ngô. Chào 198. Yeah, kính chào tất cả quý vị. Mới vào diễn đàn, hy vọng hôm nay thứ năm giờ Na Uy, thứ tư giờ Cali, gần thứ sáu giờ Việt Nam gần thôi nha quý vị. Tôi rất thích thú lên đây giới thiệu, có một mình mà mình giới thiệu ba cái thời điểm khác nhau, mình cảm thấy vui. Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng là ánh trăng Cali đẹp hơn ánh trăng Việt Nam nhé. Ánh trăng Việt Nam đẹp hơn ánh trăng Cali, đẹp hơn ánh trăng Na Uy. Ok, ở trên topic của chúng tôi bữa nay mình thưa mình bỏ quyền chuyện corona, bỏ chuyện vấn đề chính trị ở bên Mỹ đi ha. Mấy cái chuyện đó kể không hết thời gian. Thời gian mình kể về tình trạng đó thì mình cảm thấy nó cướp mất thời gian của chúng ta nhiều quá. Bỏ đi. Trên topic hôm nay tôi có để một cái topic rằng là trong tuần lễ tới, cái tuần lễ thứ 41 của năm 2020 này, mọi thứ diễn tiến ở tại nước Việt Nam có nghĩa rằng là luôn có nhân viên chính phủ Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa có hiện diện trên đất nước Việt Nam trong tiến trình, trong cái tư thế chuẩn bị nắm chính quyền. Quý vị có ngỡ ngàng không? Quý vị có tin không? Đó là quyền của quý vị. Nhưng một ngày gần đây quý vị không đủ lý lẽ từ khước rằng quý vị ta thán lên như thế, đúng không? Chúng tôi còn được biết rằng là ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân tha thứ cho những người nào mà nói về tiêu cực cho chính phủ hoặc cá nhân của ngài, ngài vẫn cấp nhà như thường. Nhưng quốc dân người ta sẽ hỏi, hỡi anh ăn ở hai lòng, bên ở ngoài thì anh lại tiêu cực với lại chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, anh mã lị nhân viên của ngài, nhưng mà bên trong anh nhận những cái ân huệ của chính phủ. Thật sự mới nhìn thấy rằng cái lòng của cái con người thật khó lường, hay quá, đúng không? Đồng bào của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa biết hết tên họ của những con người đó. Những con người ngày hôm nay hết lời lẽ mà chê trách tiêu cực về chính phủ, nhưng mà bên khác thì lại nhận được cái ân huệ của chính phủ, cũng vui. Đời mà Slavi vậy đó. Cho nên rất là ngược ngạo như thế đó. Nhưng mà cứ để xem quốc dân nó sẽ đối xử cho biết. À, nhân viên thứ nhất là ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân luôn luôn tha thứ hết cho tất cả. Nhưng mà quốc dân cái chỗ đó quốc dân người ta nói ok, ngài tha thứ tức là cái tội
cái tội trảm thì tha, mà cái tội thứ ba là cái tội đó là phải phải hướng dẫn, phải dạy bảo. Mà ở triều triều đình ngày xưa người ta nói gì, tội tứ thì tha mà tội tội tra hỏi thì phải giữ, có đúng không? Có nghĩa là phải hỏi tại sao nhà ngươi dám dùng những cái thời giờ mà lên trên diễn đàn cấu kết với giặc, như là cấu kết giặc Mông vậy đó, để mà tiêu cực, lập phe đảng tiêu cực cho chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, là mất lòng tin quốc dân Việt Nam. Cái tội đó là quốc dân Việt Nam khó cho qua lắm. Cho nên là quý vị đừng có cảm thấy ngạc nhiên. Những ngày tháng tuần lễ thứ 41 thì quý vị sẽ thấy chuyện gì xảy ra tại nước Việt Nam. Xin lỗi quý vị, để cho tôi sorry quý vị, đôi lúc mà cái máy nó ánh sáng nhiều quá, nó làm mình không còn nhìn thấy ở đâu. Khó thiệt, lâu lâu cái nhắn tin ở ngoài người ta lại gửi vô nữa, thì tình mà đọc hai ba thứ nó lộn xộn lên trên đây. Cái máy của mình có chút xíu mà mình dùng nhiều màn hình ở trong đó nhiều quá, người bấm lộn. Chào quý Tân Ô, chào quý vị mới vào vấn đề à, chào sư tỷ Đức Mai, chào Nguyễn Minh Trường, thank you Nguyễn Minh Trường, các nickname rất là mới. Tôi đúng là Phương Nhi nói câu hay ạ, mình tha thứ nó mà nó không tha thứ mình, sao Phương Nhi hả? Phương Nhi, chào Công Đức Võ. Wow, cái máy nó sáng quá làm tôi chó mắt. Tôi tìm cách là tôi giảm bớt cái lượng ánh sáng chút xíu quý vị. Xin phép. Chào Nguyễn Quý. Mình thấy Na Uy trong mấy cái tháng này nó cho tiền điện free cho nên mình dùng thoải mái, không? Nhưng mà đặc biệt cái khu này thôi nha. Chào Trọng Phú, quý vị cái tưởng tượng nói cho free cái tự nhiên quý vị cái nướng thịt đồ, cái để lửa nó cháy phừng phừng như đó là tụ tới tháng tóc trả tiền điện tôi luôn. Đặc biệt với khu vực nhà tôi thôi. Mà thấy những người dễ thương giống như tôi vậy đó, nó nói thôi cho Francis này, tuần này khỏi lấy tiền điện cho Francis ha. Nó mấy mắt nó chạy vậy. Ok, xin trở lại với vấn đề. Sorry, bây giờ nãy giờ tôi chỉnh xong xuôi rồi, bây giờ chúng ta trở lại với vấn đề. Những tuần lễ bắt đầu là cái tuần lễ 41 của năm 2020 là mãi cho đến trở về sau, trong nước Việt Nam luôn luôn là có nhân viên của chính phủ đệ tam Việt Nam, trong Việt Nam Cộng Hòa làm việc ở trong đó, trong mọi hình thức, trong mọi ban ngành ở trong đó. Từ từ chúng ta đi từng bước một, chúng ta không có dùng súng đạn mà để quýnh với lại Cộng sản Việt Nam, mà chúng ta dùng cái thương nghị, cái hội nghị lẫn nhau để đem lại cái sự tự do, no ấm, thái bình cho quốc dân. Cho nên dùng rất là nhiều thời gian. Quý vị nhìn thấy cái cuộc mà hội nghị giữa Việt Nam Cộng Hòa với lại Việt Cộng không? Mà dùng có súng đạn đó, mà dùng tới cả mấy năm trời luôn. Có súng đạn, có đầu rơi, máu đổ, bom nổ kèm theo, mà dùng cả mấy năm trời. Huống chi ngày hôm nay chúng ta chỉ dùng đặc biệt đó là hội nghị thôi, thương lượng giật lẫn nhau thôi, để đi đến tới cho kết quả chung và có lợi chung, qua cái chỗ mà có lợi chung cho tất cả, nó vô cùng
mệt mỏi và dùng biết bao nhiêu là thời gian trong đó. Cứ coi đại khái là 45 năm người Việt quốc gia đã dùng thời gian 45 năm để có được những cái ngày tháng mà sắp sửa tới đây. Cho nên là quý vị ơi, quý vị tội nghiệp, quý vị nói đã 45 năm trôi qua rồi, trời ơi, không dùng tiếng súng đạn, không dùng sức mạnh, chống dị sức mạnh thì phải dùng nhiều thời gian đó chứ. Cái đó là cái chiến lược mà Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đại Quân đã hy sinh miệt mài của cuộc đời của Ngài. Ngài đem lại Thái Bình hôm nay. Phải nói là mời quốc dân dân cho Ngài một cái chức vụ là Đức Khai Quốc Công Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Thật sự không còn cái chức nào cao hơn nữa, có mà cũng phải nên dân cho Ngài. Bởi vì chỉ có Ngài mới làm nên nói chuyện này thôi. Dùng ngôn từ thuyết trình cho Tập đoàn Cộng sản có một sự thương thì không dùng súng đạn sức mạnh với sức mạnh, cho nên mới có cả tràn gian đại hai cái thời gian nó kéo lê thê lê thết như vậy để cho có những cái ngày tháng kế tiếp đấy là cái sự tự do hạnh phúc cho quốc dân Việt Nam. Chứ đâu phải giống như quý vị nói là giống như cái bánh trời, cái bánh nói ra cái lộc ăn liền ấy. Cái bánh mà nói ra lộc ăn liền là cái bánh đó là bánh trong đó cao su không ạ. Chào Trần Kim, chào Nguyễn Văn. Cho nên xin kính chào tất cả quý vị. Tất cả các anh các chị nào mà lỡ chừng bị sự mua chuộc mà quý vị bước ra khỏi chính phủ, quý vị nếu cảm thấy rằng quý vị đi lầm đường lạc lối, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân quý vị đã biết rồi, Ngài Cộng sản mà Ngài còn bỏ Cộng còn Việt mà, không chi quý vị đâu phải là Việt Cộng đâu, quý vị chỉ là gánh tị viên thôi. Quý vị là dư luận viên mới là bắt đầu hơi đáng ngại ngại. Mà ngại cái gì? Quý vị là đảng viên chăng nữa, nó cũng không có cái sự ngại ở trong đây mà. Không chi quý vị chỉ là ganh tị viên thôi thì có gì. Tôi được biết trong số danh sách mà ngày tuần lễ 41 này nè, là cái tuần lễ là mà tôi thấy có những người mà ganh tị viên hôm nay tôi mới lên cào bàn phím tơi bời hết mà vẫn có danh sách nhận được nhà cửa. Wow, mình cảm thấy mình, cho nên tôi mới thưa hồi nãy rằng là ok, quốc công tha thứ hết cho tất cả hết, nhưng mà quốc dân cho thiên hạ sự mà. Không? Thiên hạ sự. Nhưng mà hồi nãy có đọc cái câu chất chất của Phương Di nói thôi, tha thứ được thì cứ tha đấy. Không? Thấy chưa? Thấy là đại lượng của Đức Quốc Công đó. Mặc dù tôi nói thôi, tôi cũng phải là cũng là con người thôi, cái lòng tôi nhỏ lắm, nói thẳng lại như vậy đó quý vị, cái lòng tôi nhỏ bé lắm, nói thẳng lại như vậy, dứt khoát câu gì đó. Quý vị đại lượng to lớn đâu, tôi mừng, mà tôi cá nhân tôi đại lượng của tôi nhỏ bé lắm, nhưng mà tôi đi bên cạnh Đức Quốc Công Tổng thống Đại Quân tự nhiên cái lòng tôi bự ra, bự ra luôn. Chứ còn nếu không tôi khẩu chiến với cái đám mà tù lưu tà la kia là 24/7 luôn. Tôi đã từng là dùng là mấy mươi năm ở trên Pao Thốt mà tôi khẩu chiến đến đâu mà tôi phải mì tôm với lại cái bình cái phích nước nấn nóng để bên cạnh đó. Một đống mì tôm với lại chiếc đũa với lại một cái tô bự để sẵn đó để khẩu chiến đó. Chứ đâu phải là tôi là vừa đâu. Nhưng mà đi bên cạnh Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đại Quân tự nhiên cái lòng mình nó bự ra. Chứ ngày xưa cái lòng tôi chút xíu đủ chứa mình tôi thôi. Nói thẳng ra như vậy. Chứ không cần văn chương đạo đức gì ở trong đây cả. Cho nên ngày mai kia quốc dân Việt Nam ta nói ok, Ngài Đức Quốc Công đó là Ngài làm thiên trách của Ngài rồi. Bây giờ tới chúng tôi làm thiên trách của chúng tôi đấu lại những cái con người đó, những con người mà gọi là ăn cháo đá bét, chờ mâm cao cổ đầy, những con người hai lòng bẹt nghĩa lắm thay,
Thấy không? Những con người mà hai lòng bẹt nghĩa lắm thay đó, những con người phải cho họ biết là họ có hai lòng ở trong đó. Chào Mai Nguyên, chào Sài Gòn. Cho nên đó là tôi cảm thấy là rất là vui. Đáng lý là mình cũng muốn xin để mà bước về Sài Gòn trong ngay lúc này. Nhưng mà công việc của mình nó lớn, còn nhiều chuyện quá trời quá đất. Còn nguyên cả một sắp giấy tờ gì mà mình làm chưa xong nữa, làm sao xin đi đâu được. Xin phép quý vị, chúng ta hãy bước qua cái ranh giới sợ hãi không cần thiết rồi. Cho nên là quý vị nên nhớ là nếu người Việt quốc gia khắp trên thế giới không chấp nhận bước vô chính phủ để Tam Việt Nam Cộng Hòa, để cùng nhau gánh quét giang sơn, thì chính phủ để Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ mở cộng sản vô. Bỏ cộng thì con Việt, nếu người đảng viên đảng cộng sản ở trong cái thông điệp mà tôi gửi ra lên để là chiêu mộ chiến sĩ cho binh chủng quân cảnh, tôi có ghi rất rõ, kể cả đảng viên đảng cộng sản nếu bỏ đảng chấp nhận theo chính phủ để Tam Việt Nam Cộng Hòa, tôi đón nhận hết tất cả. Nếu quý vị nào nói rằng là tại sao nhận cộng sản vô trong chính phủ để Tam Việt Nam Cộng Hòa, thì câu trả lời của tôi đã mời quý vị quá nhiều rồi, quý vị chê, quý vị không đến, quý vị xem cái chuyện mà về cứu quốc nó nhỏ hơn, cái việc mà quý vị đang làm nó to lớn hơn. Cho nên là cái việc cứu quốc chúng tôi không có đủ nhân viên thì chúng tôi lại mời cộng sản vô. Đó là tại quý vị thôi, chứ đâu phải là tại chính phủ để tăng Việt Nam Cộng Hòa đâu. Tại quý vị không muốn vô để gánh vác cái trách nhiệm để cứu ghi nhân tộc, để canh tân đất nước, quý vị sợ mệt. Quý vị cứ thích ăn mâm cao có đầy thôi, có đúng không? Thì chúng tôi mời cộng sản vô. Nếu cộng sản bỏ cộng còn việc, nếu cộng sản bỏ đảng cộng sản, nếu cộng sản bỏ Hồ Chí Minh, nếu cộng sản chấp nhận rút tên hình hài Hồ Chí Minh ở trong cái tư duy của nó dục ra, nó đưa vào đó với một sự lòng thành là tiểu sử của ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đại Quân của chúng ta, thì chúng tôi giơ tay lên đón chờ. Quý vị nào mà muốn khẩu chiến về cái điều đó, tôi xin phép là tên Bộ Tư lệnh là tôi sẽ khẩu chiến người đó về cái đề tài tại sao chúng tôi đón nhận cộng sản Việt Nam. Tôi sẽ khẩu chiến. Nếu Bộ Tư lệnh của chính phủ cho phép tôi sẽ khẩu chiến. Nếu quý vị nào muốn lên livestream mà khẩu chiến với tôi về đề tài đó, tôi mời quý vị quá nhiều. Mà quý vị chê rằng là chính phủ để Tam Việt Nam Cộng Hòa đó, là đủ mọi hình thức, mà trong khi cộng sản Việt Nam nó biết chế độ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là sự thật, và nó sẵn sàng nó bỏ Hồ Chí Minh, nó bỏ đảng cộng sản, nó theo về chính phủ để Tam Việt Nam Cộng Hòa. Đón nhận chứ, hãnh diện đón nhận mà bảo đảm hơn là bên Mỹ người ta đón nhận những cái loại mà cái gì đó điếu cày hoặc là cái gì đó, con mâm thui mâm thiết gì đó nó đón qua bên đó, cái thứ đó mới là khó chơi đó. Còn cái này đảng cộng sản, mình biết nó đảng cộng sản và nó là đảng cộng sản, ta biết nó là cộng sản, dễ chơi lắm. Quý vị nên nhớ điều đó. Chào Miếu Tiên, chào mọi người, chào quý vị, quý bà nhận được. Cho nên xin thưa quý vị, kể cả đảng viên cộng sản ngày hôm nay nếu nghe được livestream này của tôi, mấy anh hãy nói rõ là mấy anh là cộng sản và tôi biết anh là cộng sản, tôi mời anh vô chính phủ. Dễ chơi hơn như cái loại mắm thúi ở bên Na Uy, loại là trời ơi, mấy cái đám ở trong tù mà đưa qua bên Mỹ những thời gian này, trời, qua bên đó nó quậy 180 luôn, mà tôi không có màng đến tới, cho nên tôi quên cái danh từ để mà gọi, tôi có cái danh từ để gọi nguyên cái tốt người đó đó.
điếu cày điếu kiết gì đó, nguyên cái đám lục lăng đó, trời ơi khổ. Bữa trước tôi có nguyên tấm hình mà nó chụp hay lắm, nó chụp nguyên tấm hình nguyên cả cái đám đó luôn đó. Chào Tùng Lê. Cho nên nó là quý vị tôi mời quý vị không vô, cái đúng không? Ở trên trên cái trái nhà chúng tôi có đề là chiêu mộ binh chủng quân cảnh, tôi có ghi trong đó là kể cả đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, anh chỉ cần chấp nhận anh bỏ Đảng Cộng sản thôi, và anh phải ghi rõ rằng là chức vụ và hiện tại anh đang làm cái gì trong chế độ Cộng sản, nhiêu đó là đủ rồi. Tôi biết anh là Cộng sản thì cho ta nên tôi mới thưa rất là rõ rằng là tôi biết anh là Cộng sản, anh là Cộng sản, tôi biết anh là Cộng sản thì dễ chơi hơn như cái đám kia. Cái đám mà bên ngoài tự cho mình là người Việt quốc gia mà trợ bên trong mà toàn là gai góc không à, trong đó cái đám đó biết là khó chơi. Thưa quý vị, cảm thấy không muốn làm cái thiên chức của mình, cái thiên trách của mình là cứu nguy dân tộc, canh tân đất nước, quý vị đợi chờ mâm cao qua đây thì chúng tôi mời đảng viên Đảng Cộng sản vô. Chỉ có điều kiện rất nhỏ, anh bỏ Đảng Cộng sản, bỏ tư duy của hình hài Hồ Chí Minh, đón nhận cái tiểu sử của Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, cùng với nhân viên chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa xây dựng phục vụ đất nước. Còn gì cao quý hơn nữa đâu, còn cái gì ngại ngùng hơn nữa đâu. Khoảng cách không bao giờ còn khoảng cách giữa con người và con người. Cái khoảng cách với nhân viên chính phủ và những nhân viên của tập đoàn Cộng sản nó đã bỏ cổng rồi thì nó còn việc. Cái khoảng cách đó không đủ cái mũi kim để chui qua nữa. Quá tốt đấy chứ. Hơn là những cái con người mà hai lòng bẹt bẹo lắm thay kia. Chào Phương Hoàng Lỡ. Đó, cho nên ra trên thức biết cái tựa đề Tùng 41 là cái tuần lễ gần như là nhân viên của chính phủ luôn luôn có mặt tại nước Việt Nam để cho quý vị tôi nói thức giả cái bậc mà quay là chức cha, tôi nói đủ thứ hết nhưng mà không có thức tỉnh, khổ ghê. Quý vị là đóng vai trò mình là thức giả, thức cái gì cũng thức hết mà thức tỉnh thì quý vị không thức tỉnh, khổ. Cho nên đó là nguyên có dọc thời gian miệt mài trôi qua, không có một cái con người mà gọi là thức giả nào mà chịu đựng nổi cái cảnh mà mưa mây gió chướng của những cái con loại người ganh tị viên kia nó trút đỏ lên. Cho nên đó là trùm bên ngủ luôn theo thời gian đến ngày hôm nay. Chẳng có một người nào có khả năng làm một cái chuyện gì ngồi xã hội trong thời buổi này. Thời gian đã trôi qua chứng kiến cho quý vị nhìn thấy rồi. Cái tài và sự kiên nhẫn vô bờ bến của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Cho nên tôi đã từng thưa rồi. Khi đã có khởi hành, ắt hẳn có đến. Mà bây giờ chỉ còn không còn nổ máy để cho con tàu chạy vô bờ nữa, mà chỉ lấy cái cây sào mà chống vô thôi. Bởi sao? Bởi vì nó gần đến bờ rồi, không cần dùng máy nữa. Đúng rồi đó, chỉ cần đạp mặt Hồ Chí Minh, tức là có sự quyết định ly khai. Chỉ cần đảng viên Đảng Cộng sản chỉ cần là đạp lên cái mặt là quý vị cái tâm tư trong sạch rồi. Còn vấn đề quý vị trá hình á, tôi xin thưa quý vị lúc chế độ nào hoặc thời buổi nào tôi không biết,
Nhưng mà trong cái thời buổi đệ nhị đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân lãnh đạo thì quý vị bây giờ quý vị có bay lên trời, chúng tôi cũng vẫn bay theo bắt quý vị được. Chứ quý vị đừng có nói là rồi gián điệp nhị trùng tam trùng tứ trùng bắt ra nữa, cho quý vị biết như vậy. Trong hai thời đệ nhất đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi không có được cái may mắn hoặc là đủ tuổi để mà bước vô trong những cái ngành mà là nhìn thấy cái nhị trùng tam trùng tứ trùng kia. Thế còn trong cái thời buổi này, dù cái thứ mà nhị trùng tam trùng gián điệp nhị trùng tam trùng tứ trùng kia mà có cánh bay lên trời, chúng tôi vẫn bay theo bắt xuống được mà. Chứ đừng có nói mà nó lộn, nó lầm ở trong đó. Xin lỗi. Đọc nhiều tài liệu mà mấy cái gì gián điệp cộng sản nó cài vô trong Sài Gòn mà mình tức ói máu luôn. Tức ói máu luôn. Tôi nói nó xề xề ra hàng ngày gì đó mà. Wow. Thiệt tình. Thôi mình nhắc tới đó, lát nữa mình uống hết ly nước này, mình căng cái ly mình nuốt vô trong đó luôn. Nó khổ. Xin phép quý vị. Đó, cho nên quý vị đừng nghĩ rằng là dùng xe tăng đại pháo. Tôi nói nếu dùng xe tăng đại pháo là chỉ là đem, nó xin lỗi, đem tới cái sự thất bại thôi. Nếu mà vẫn còn tiếp tục là lực phản lực đó, chỉ là thất bại thôi. Vì thương lượng không dùng vũ lực cho nên nó phải dùng nhiều thời gian đó, là phải đợi chờ, phải ngài Đức Quốc Công phải là dùng cái chiêu thức và phải ra cái chiêu thức đó cho đúng giờ đúng lúc nữa. Quý vị thấy hiệp định Geneva năm ngày 27 tháng Giêng năm 1973 không? Dù là B-52 bay nè, tìm kích bay nè, rồi là hải quân là ngoài biển nó nhập vô ham, trên rừng núi nào là không quân biệt động quân nhảy dù thì quân lục chiến tao quấn sắp là cả quân tơi tả họ là cần quân 20 năm thấy khiếp đảo chưa, rồi mới ngầu vua là hội nghị cho kéo dài 4 năm mới có cái bản định ước Ba Lê năm 1973. Thấy không, thấy kinh khiếp chưa, vũ khí xe tăng đại pháo hàng quân đoàn này tới hàng quân đoàn nọ mà phải dùng bao nhiêu năm trời dài dằng dẵng mới có cái định ước Ba Lê. Huống chi ngày hôm nay không cần súng đạn tên lửa máy bay tàu lặn gì cả, chỉ là trên một cái sự thương lượng, cho nên phải dùng nhiều thời giờ mà cũng là cái thời giờ rất là quý báu. Để chi? Để đo lấy cái thước thời giờ đó, để đo lòng của những cái con người kia bước vô chính phủ để mong được quốc dân phục vụ, hay là bước vô chính phủ để được phục vụ, để phục vụ quốc dân. Thời gian cái dài đó cũng tốt lắm đó. Được sự kiên nhẫn của nhân viên, những cái bộ mà gánh tị viên kia hay lắm à. Chứ giả dụ năm 1980-81 ngài đứng lên, ngài thành lập cái ngài trở về đất nước liền, trời lúc đó thôi. Cái thứ mà trá hình lợi dụng tình huống rồi nó về nó đạp lên đầu lên cổ người dân, phải nó làm cho khổ đau người. Đau dân đã đau, đã khổ, đã nghèo, nó làm dân càng khổ, càng đau, càng nghèo thêm nữa. Cho nên cái thời gian nó phải kéo dài như thế đó. Nó là cái máy sàng lọc, phải không? Sàng. Gạo cội thì phải vứt ra cho gà ăn. Giận quá mình phải nói lên như thế đó. À, nếu mà gạo cội là vứt ra cho gà ăn. Con người là chỉ phải ăn là gạo trắng thôi. Nước dơ phải lọc lại mà, cái cặn phải dục ra ngoài cho trâu uống.
Cho nên ngày hôm nay xin thưa quý vị, tôi rất là vui, là bởi vì cái ngày tháng mà chúng ta làm việc á, ông trời ông có con mắt, bất không có phụ lòng những người mà miệt mài kinh điển. Cho nên ngày hôm nay mình phải hãnh diện để nở những nụ cười chứ, bực bội cằn nhằn hoài sao được. Cho nên đó là cái đám canh tị viên kia, hãy nhân dịp này ngày hôm nay mà ngoảnh mặt lại. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Anh Quân luôn sẵn sàng nới rộng vòng tay để đón chào quý vị. Nên nhớ nha, tôi kêu gọi như thế không phải tôi năn nỉ đâu à nha. Tôi thưa bữa hôm trước rồi, chúng tôi lên đây không phải là năn nỉ bất cứ một người nào. Kể cả cái việc trưng cầu dân ý, quý vị làm thiên trách của quý vị để mà quý vị hưởng cái công, cái lợi, cái tương lai của cá nhân từng quý vị. Chứ không phải là tôi lên đây tôi năn nỉ quý vị để quý vị trưng cầu dân ý rồi quý vị, rồi Đức Quốc Công mới là trở thành Đức Quốc Công đâu à nha. Nó không phải như thế đó đâu. Tôi nói ra đây, tôi cắt nghĩa cái tình huống, chứ không phải tôi cắt nghĩa để mà quý vị cho rằng là tôi năn nỉ thôi nha. Nếu quý vị cảm thấy mình chạnh lòng, đã lỡ chừng viết trên cái máy điện toán, lỡ chừng cái tay mình xê dịch ra, cái mình gửi đi những cái mà mình gần như không muốn viết, đã lỡ chừng mà đã gửi qua thì bên kia người ta đọc, người ta chụp hình, người ta save ở trong một cái hộp khác rồi thì thôi chết chùm luôn. Thì bữa nay quý vị còn nhiều cơ hội mà. Ông bà mình nói sao, phẹt kể đi chứ ai phẹt người quay trở lại đâu, hiểu không? Quý vị cảm thấy rằng là thôi bây giờ là 9 bỏ thành 10, nếu quý vị là người Việt Nam chân chính, vì quốc gia dân tộc trên hết, trên hết, trên đi cái ích kỷ nhỏ mọn tiện của mình, thì quay trở lại. Thấy ngày xưa Đại Tam, Đại Nhị Việt Nam Cộng Hòa kêu gọi người Cộng sản làm sao? Hãy trở về với chánh nghĩa quốc gia, được đối xử tử tế. Có một câu đó ngắn ngủn mà vậy mà trong bộ chiêu hầu ở Sài Gòn tôi đã đón chờ là 300.000 quân cán chính cộng sản chiêu hồi, kinh khiếp chứ. Có một câu là cái gì, hai câu thơ hay mà tôi còn nhớ một câu, cái gì là xót thương kẻ chết đợi chờ, mẹ già con dại bao giờ gặp anh. Còn hai câu đầu nữa tôi quên cái gì à, cái gì đó không biết nữa, xót thương kẻ chết đợi chờ, mẹ già con dại bao giờ gặp. Giống như là một người em gái hay là một người vợ mà viết cái bốn câu thơ đó gỡ ra trong rừng để cho tổ bọn Việt Cộng nó đọc. Nói nó đọc được một cái đó, trời, nó về đi chiêu hồi quá trời quá đất. Đó, thấy không? Đâu có đem giết thằng chiêu hồi nào đâu. Thì quý vị ngày hôm nay cũng vậy. Nếu quý vị mà lỡ chừng lên trên máy điện toán, quý vị đánh, mà quý vị lỡ chừng nhấn nút gỡ đi mà quý vị không có ý 100%, thì ngày hôm nay quý vị, ông bà mới nói trở quay đầu là nhạn, mà tức là quay đầu là bờ, quánh lại gì vô, không? Đức Quốc Công mà bỏ Cộng còn Việt không giết Việt, không chỉ quý vị đâu, phải tôi biết là quý vị không phải là Việt Cộng, bảo đảm quý vị là cái đám canh tị viên thôi, chứ quý vị trợ Việt Cộng, mấy quý vị mà xứng đáng để làm Việt Cộng, tụi nó nói vậy, quý vị chỉ là đáng hẹn con cờ để nó sai thôi. Quý vị không phải là Việt Cộng đâu. Tôi nghĩ như thế đó. Chứ gì đâu mà quý vị là ngày cho tao lên cái là viết tao nói viết
dịch lá tìm sâu, có nhiều cái nó quá ơi là nó lố bịch ra. Mà quý vị cũng ráng viết, nhưng mà nó cũng chẳng có sao. Nhưng mà người dân á, người ta nhìn thấy nói cái anh kia kỳ quá, một bên á thì anh xin nhà cấp phép nay mai cho anh rồi, còn bên thì anh lại chát chát lên tiêu cực về chính phủ, thì con người anh ăn ở hai lòng bẹt bẻo lắm thầy. Đèn kêu ai bắn chim bay, mũi tên rí máu xa sầm xuống hang, đường kêu tích tịch tành tan. Đó mấy câu hát của Việt Nam. Cho nên tôi đến đây, đứng lên đến đây không phải là tôi yêu cầu năn nỉ bất cứ một người nào trong quốc dân Việt Nam hay là ở trên thế giới, mà quý vị, tôi nhắc nhở cho quý vị để quý vị làm cái thiên trách của quý vị là trưng cầu dân ý, để quý vị lấy cái số căn cước đó. Tôi kêu gọi thôi chứ không phải tôi năn nỉ rồi nha. Quý vị từ mấy hôm nào cho đến bây giờ quý vị nghĩ rằng là nhân viên của chính phủ lên trên diễn đàn luôn là năn nỉ. Cái đám mà tên Lê Minh này cho nó xuống nhà cầu đây, cái tội ông lên đây ông nói là tốn bao nhiêu cái ly nước chanh của tôi mà dám lên đây tiêu cực như thế là chết. Bữa nay ông phá giới, ông xẹt hết. Nên nhớ điều đó nha. Nghĩ là chúng tôi lên đây là năn nỉ xin quý vị. Không, chúng tôi không có xin quý vị, không năn nỉ quý vị. Mà chúng tôi lên đây nhắc lại cái thiên trách cần thiết mà quý vị phải làm. Quý vị là cứu quý vị. Chúng tôi là người đi phục vụ quý vị. Bởi vì một ngày gần đây, quý vị không thể nào mà đứng sắp hàng, nó đến nó dài. Mà nước Việt Nam còn 100 triệu, quý vị cứ tưởng tượng là quý vị sắp hàng thì thôi biết bao nhiêu là cây số dài đó. Rồi quý vị lấn chen, rồi quý vị than khóc. Mà một khi chúng tôi là người trách nhiệm mà để nhận đơn từ của quý vị, mà nhìn thấy quý vị tay tóc mồ hôi chùi, rồi tay ôm con, rồi giật ngực ra cho con bú sữa ôm trước mặt, cái chúng tôi thấy đau lòng, cái cảnh đó chúng tôi không có chịu đựng nữa được nữa. Vì thế mà chúng tôi biết được cái chuyện nó sẽ xảy ra, cho nên chúng tôi ngày hôm nay kêu gọi quý vị, chứ không phải chúng tôi lên đây là để năn nỉ để xin quý vị đâu. Đừng có lầm tưởng điều đó nha. Cho nên đó là trước sau quý vị cũng sẽ hành động cái như những gì mà tôi kể thôi. Trời, quý vị đứng sắp hè rồi, quý vị làm như là quý vị gần xỉu gần chết vậy đó. Rồi chúng tôi là phải cái kiểu mà gọi là ai có con nhỏ thì phải làm trước, là bị mấy người khác người ta nói anh dị tình dị nghĩa ha, như thế này thế nọ, rồi chúng tôi bị ăn đá ăn đấm quý vị tơ bờ hết cái, đúng không? Chúng tôi không muốn có tình trạng đó xảy ra. Ngay lúc mà thời gian mà chúng ta đang chờ chính phủ đề tam Việt Nam Cộng Hòa trở về đất nước đó, thì ngay chỗ này chúng ta làm. Chúng ta đã có những cái truyền thông như thế này, có cái phương tiện để mà chúng ta trưng cầu dân ý, chúng ta nhận số căn cước như thế này. Nó dễ quá, nhẹ nhàng quá đi chứ. Không tốn tiền máy bay, không có tốn gì hết. Chỉ có mấy phút cầm cái iPhone lên chạy vô trong nhà cầu, nếu không muốn cho ai nhìn thấy, hay là ngồi quán cà phê cũng được thôi. Trời ơi, mình cứ nói chắc chắc chắc, giống như mình chắc cho bạn gái, bạn trai mình vậy đó. Rồi là xong. Đơn giản. Có lá bùa hộ mạng trắng sơn trong đời mình. Chứ đợi tới ngày kia rồi quý vị là bồng con bồng cái rồi tới cho để xin cái trưng cầu dân ý. Nói trời ơi, nộp đơn tôi cho con tôi đi học mà sao ở nhà trường nó không nhận. Tại vì ở nhà trường nó tôi thiếu cái con số gì cho nên tôi vô đây để nhờ
chánh viện mới giúp cho chúng tôi. Mà nhân viên của chánh viện mới nói khen tiếng, nói hết ly nước chanh này tới ly nước chanh nọ không chịu nghe. Nghe toàn là những cái đám mà thập gậy bánh xe ganh tị viên kia, rồi chần chờ nghi ngờ. Những người chần chờ nghi ngờ là những người sẽ làm bế tắc cho cuộc đời chính mình mà thôi. Thì ở nhà trường người ta đâu có nhận cái hồ sơ đó được đâu. Tại vì cái hồ sơ mới nó sẽ có cái câu là số thẻ căn cước. Mà thôi, số thẻ căn cước chỉ có để Tam Việt Nam Cộng Hòa mới cấp cho thôi. Thì lúc đó quý vị chạy đâu chạy đáo. Vì chạy. Rồi lúc đó là quý vị sẽ hối hận rằng ngày xưa giờ ông Francis ông nói con số là cái con số này nè, con số vô cùng quan trọng mà ông Francis lên ông nói chuyện hàng ngày, mình thấy ông nói chuyện hàng ngày mình cứ xem thường ông mà không ngờ vô cùng quan trọng cho chính đời của mình. Đúng không? Cho quý vị biết như vậy. Những cái tên này nếu mà khùng quá thì tao cho mày xuống được không? Dám lên diễn đàn của ông mà bú liếu ở trên đây là đâu có được, ông không cho phép. Ok. Phan, để tôi đạp cái thằng này cho nó xuống một cái cho nó tính chuyện trăm năm. Thằng võ, cho mày biết cái thằng võ chứ không phải thành võ đâu. Thằng võ cho mày xuống luôn. Chết chưa? 60 ngày mới chạy vô diễn đàn của ông lại nữa nha. Còn ai nữa ló đầu lên. Phương Nhi cười cái miệng rộng quá trời quá đất. Ở trên đời thì chỉ có miệng tôi rộng thôi mà miệng Phương Nhi còn rộng hơn nữa kìa. Đó, cho nên tôi còn phải lặp lại nữa. Đó. Tại vì chúng tôi không chấp nhận là có cái sự mà đứng sắp hèn rồi, cái là giả đò yếu mị rồi, rồi suy nhược cơ thể rồi, rồi làm cho người ta thấy thương hại rồi. Tôi nói không có, lúc đó không có cái vụ mà thương hại đâu. Xã hội công bằng, nên nhớ cái chữ công bằng nữa nha. Công bằng của xã hội Đại Tâm Việt Nam Cộng Hòa hay lắm á. Anh khả năng anh tới đâu thì anh hưởng tới đó. Còn đừng có để tôi dùng cái câu của Cộng sản nói cái gì làm theo năng suất mà hưởng theo nhu cầu, không có đâu. Không có cái vụ mà làm theo năng suất mà hưởng theo nhu cầu của ở trong cái Đại Tâm Việt Nam Cộng Hòa này đâu nha. Chỉ có trong thế giới Cộng sản thôi. Ngày hôm nay chúng tôi reo gọi yêu cầu quý vị làm những cái thiên trách mà quý vị không có thể nào mà tránh khỏi được trong cuộc đời quý vị. Quý vị chê ông Francis là ngày nào cũng nói cái câu đó quý vị cho nhàm chán đó đúng không? Một ngày kia nó nặng như non. Quý vị xem cái hạt cát rất bình thường bởi vì quý vị khi dễ hạt cát. Nhưng mà giả dụ hạt cát nó rơi trong con mắt của quý vị xem trời ơi hạt cát nó to như ông trời đúng không? Ngày hôm nay quý vị che ông Francis này yêu cầu trưng cầu dân ý có cái số căn cước, quý vị xem thường thì một ngày kia quý vị sẽ chạy đâu chạy đâu. Thì lúc đó quý vị giả đò yếu mị rồi quý vị lên làm để cho người khác hay là tìm đủ một cách để làm cho người khác thấy thương hại rồi là lo lót quý vị trước. Để tao đạp một cái tên này cho nó xuống một cái nữa. Cái tên này phải nói là tôi chửi nó mà cái mặt nó dày quá. Cái tên Lâm Thất Tiến, Lâm Nhật Tiến. Cho nó xuống. Trời, xin lỗi quý vị. Cái tên thủ tướng gì bên Cộng sản nó tuyên bố rằng là lính Cộng sản ra về Hoàng Sa đừng có nổ súng bị nó giết chết hết. Mà sao không thấy tên Lâm Nhật Tiến này khiếu nại thằng thủ tướng đó không biết mà nó lên đây ngày tới nó lên đây nó quấn cái câu đó hoài rồi.
Chào Thu Ngọc, chào Mata. Cho nên là kính thưa quý vị không không có chạy thoát được những cái những gì mà tôi nói là ngày hôm nay. Tại vì tôi không có đẹp trai, không có trẻ, cho nên quý vị chê tiếng nói của tôi. Đúng không? Nếu quý vị mà nghĩ như vậy thì thật tình luôn là khổ quá. Nè, rồi thêm một cái tên ngu nữa nè, tên này nè, đó cái tên to to để ngu cho mà đi luôn. Cho nên là xin thưa quý vị là quý vị không có thể nào mà xem thường người xấu xí như tôi nói lên những cái điều đó, đúng không? Thì một ngày kia thì quý vị cũng chạy đi để tìm lại những gì mà ông xấu xí mấy năm trước ông nói từ ở trên livestream ở nước Na Uy. Cái đó, quý vị chê tôi xấu xí, thì một ngày kia quý vị sẽ chạy đi tìm cái xấu xí mà cái ông này ông nói ra đó. Chạy, đúng không? Cộng sản nó đã có cái nghị quyết cho trưng cầu dân ý của nước cộng sản rồi, thì chúng ta được quyền cũng trưng cầu dân ý chứ. Nếu mà quý vị ở hài lòng hoặc là nghi ngờ đó, cái tội nghi ngờ của quý vị rồi một ngày kia để cho quý vị nhìn thấy là cái cán cân công lý xã hội nó công bằng như thế nào không? Những người ngày hôm nay đã trưng cầu dân ý, đã có số căn cước để dưới thân, khi Đại tăng Việt Nam còn hồi về người ta chụp vô là công việc người ta làm, có công ăn việc làm, con cái đi vô trường học đầy đủ, thương mại làm việc đầy đủ, trong khi quý vị là không có khả năng làm được cái điều đó. Rồi cái là quý vị than trách rằng tại sao Đại tăng Việt Nam Cộng Hòa không lo cho dân. Đại tăng Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng lo cho dân, nhưng mà muốn lo cho dân thì dân lại kéo cái bức màn để che đậy cái đường đi lối về của người dân, thì người của chính phủ, thì chính phủ làm sao mà đi tới gần quý vị để mà chăm sóc quý vị được. Muốn chạy vô để chăm sóc quý vị mà hỏi cái số căn cước đâu, để chúng tôi phải có đưa gì trong máy data, tương lai thì chúng tôi làm việc bằng máy điện toán thôi. Nếu mà quý vị không có cái số căn cước để chúng tôi đưa vào máy điện toán thì làm sao chúng tôi biết quý vị là đã có nhu cầu được giúp đỡ hay là không nhu cầu giúp đỡ, làm sao chúng tôi biết nữa. Chúng tôi sẽ không còn dùng miếng giấy trắng, cái viết như miếng miếng giấy trắng nữa đâu nha, nên nhớ điều đó. Thì lúc đó quý vị là đừng có ta thấy rằng là ra đứng cái dặm trời trời để thăm Việt Nam Cộng Hòa về rồi mà không thấy giúp đỡ cho dân gì hết trơn. Ngày xưa cộng sản nó còn giúp đỡ cho dân, nó còn đánh hai ba phát nó cho ăn miếng, còn Việt Nam Cộng Hòa không cho ăn miếng nào hết đó. Quý vị sẽ ta thấy điều đó. Việt Nam Cộng để thăm Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng giúp quý vị, nhưng mà quý vị tự rào khóa cửa lại. Nhân viên chính phủ Đại tăng Việt Nam không biết ở đâu mà lừa. Muốn giúp đỡ quý vị mà giúp đỡ bằng cách nào? Chúng tôi lúc đó là chỉ dùng máy điện toán thôi, vô nó đánh chắc 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 ngày tháng năm sinh tháng đẻ rồi đánh luôn cái số căn cước vô trong đó. Nó không thấy hiện lên tên của anh chị gì cả. Họ không biết nhà anh chị giàu nghèo hay sao, ở đâu có bao nhiêu con cái, cần bao nhiêu miệng ăn, muốn lãnh tiền trợ cấp được bao nhiêu, chúng tôi không biết. Chúng tôi cầm một một nắm tiền như thế này đứng đó chịu luôn, gần như rơi nước mắt luôn. Có thể như thế, muốn giúp cho dân mà dân không biết cách nào mình giúp được. Chẳng lẽ đưa tiền mặt cho chị, cho anh, cho gia đình anh, gia đình chị, như vậy có công bằng không? Dạ xin thưa, thế không gọi là một xã hội công bằng được. Xã hội công bằng hay là công bằng thì quý vị phải làm hết tất cả những gì cái trách nhiệm thiêng liêng nhất của quý vị. Chứ không phải quý vị ngày hôm nay là thứ nhất là nghi ngờ chính phủ Đại tăng Việt Nam Cộng Hòa, thứ hai nữa tảng lờ những gì mà tôi nói ngày hôm nay. Cái ông xấu xí này nói ngày mai kia quý vị sẽ đi tìm những gì mà ông xấu xí ngày hôm nay nói.
Không. Dám hả? Dám vô nhà ông mà đem cờ Phúc Kiến vô trong đây, ông đạp cho một đạp. Dám hả? Dám, dám. Dám. Tiếp đi. Lên, ngóc đầu lên đây nữa đây. Tiếp tục đi. Tiếp tục lên bà con ơi. Hùng bùi bày đặt đòi lên đây tranh luận. Thiệt tình. Đi lên, đi lên hỏi cái tên thủ tướng gì tên Nguyễn Đức Anh hay là ai ta, hỏi tại sao ông lại ra lệnh đừng cho nổ súng, bị cộng sản Tàu nó giết cộng sản của mình chết quá chừng, nguyên nhân tại sao đó, đi về bên cộng sản tranh luận hỏi thử cái đó mà có được câu trả lời, tức là bạn có, bạn hiểu biết về lịch sử, hiểu không? Bạn hiểu biết về lịch sử thì lúc đó bạn mới lên tranh luận, chứ tranh là ít nhất bạn phải có tiếng có tâm gì chút xíu để mà tranh luận này, tự nhiên là viết là phi 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 ở trong đó đó ha, viết cái kiểu đó hỏi thử, kể cả Hồng Bùi mà viết cái kiểu đó, thứ này lên tranh luận không mất thì giờ đó. Thứ nhất là không kiên nhẫn ha, thứ nhất không kiên nhẫn, thứ hai là vô văn hóa ha, thứ ba chẳng hiểu biết gì hết, chạy lên đây chị đó đó viết cái kiểu đó, cho nên là quý vị đừng có bao giờ mà mắc lừa những cái bọn mà vô liêm sỉ này, rồi chỉ cho dạy cho nó một phát như vậy, giờ đạp cho nó xuống dưới hầm cầu luôn xong. Bất cứ cái thằng nào mà rảnh cái ngóc đầu lên đây để cho ông đạp hết xuống dưới cho, không sao hết, không? Diễn đàn này không cần đông đâu, ha? Chỉ cần một vài chục người là cũng đủ lắm rồi, lên gần cả 100 người chẳng có mang ích lợi gì trong đây hết. Chúng tôi là quấn giặc, là chúng tôi nói là một người ha? Quấn cả triệu người lận, mà chỉ cần chúng tôi quấn chết thằng cộng sẽ cộng chết sẽ tiêu diệt hết đám cộng sản, nhân viên chính phủ để tao Việt Nam Cộng Hòa xuất chứng ngữ quấn tan quân thù, nên nhớ điều đó. Cho nên là quý vị không thể nào mà tôi cái diễn đàn này đâu có cần lên tới là 100 mấy chục người dữ dằn gì đâu, đâu cần thiết đâu. Đó. Chào Tấn Công. Cho nên là quý vị là nên nhớ khi mà chúng tôi không cần thiết phải có đông người đâu. Một vài chục người cũng đủ có khả năng là nguyên thủy đánh được. Cho nên chính phủ chúng tôi huấn luyện là một nhân viên chính phủ phải quấn hàng triệu cộng sản. Có nghĩa là đạp cộng chết thì hết cộng sống. Chỉ cần chúng tôi vạch mặt ra cái thằng gì cộng chết kia thôi thì đảng viên đảng cộng sản này nó chỉ cúi đầu thôi, đó là cái sự thật. Chúng tôi lên đây xin thưa quý vị, chúng tôi không phải xin bất cứ một người nào trưng cầu dân ý, mà chúng tôi lên đây nhắc nhở cho cái thiên trách đó mà người quốc dân Việt Nam cần phải thực hiện ngay ngày hôm nay. Đừng cứ để ngày mai đứng xếp hàng chờ đợi rồi chúng tôi rồi ta thán rằng nhân viên chính phủ làm chậm chạp như thế này thế nọ, không phục vụ đắc lực cho quốc dân rồi thế này thế nọ, không? Còn những tên nào mà muốn vô đây mà ngóc đầu lên đây đi, ông cho hết đi hết xuống dưới âm phủ, không?
diễn đàn này không có cho phép những con người ăn nói phải là vô giáo dục, thiếu văn hóa lên trên này. Bữa nay phải nói là mình dùng nhất duyên chỉ hơi nhiều. Ngày tháng kế tiếp, nhân viên chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa dập dèo từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau để chống cặp mắt được những con người ganh tị viên kia, chống mắt của những con người mà thiếu can đảm, thiếu ý chí, lập trường đấu tranh để cho chúng nó sáng mắt lên. Trong thời chiến tranh chúng ta dùng B-52 đại pháo quân đầu này tới quân đầu nọ, mà còn phải dùng thương thiết và bàn hậu nghị đến mức độ mà cái mấy năm trôi qua mà còn chưa tròn vẹn nữa. Huống chi ngày hôm nay Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân dùng cái chiến thuật đó là thương nghị bằng tiếng nói, thì nó phải dùng bao nhiêu thời gian lê thê lê thết như thế này, chứ đâu phải là cái bánh lột ra ăn liền đâu. Cho nên nhiều con người phải nói là dở cái kiểu đó mà làm nhân viên trong chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, thực sự tôi cảm thấy nó không xứng. Nhưng mà ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân nói không có sao hết, bỏ họ trên thuyền chúng ta chở đi luôn. Không, bỏ vô trong, bỏ cùng thuyền chúng ta chở đi luôn. Tân vẫn tập cho mày xuống âm phủ luôn. Trời, tôi đâu có cần diễn đàn, tôi đông người dữ dằn gì đâu trời. Dữ dằn lên đây lộn xộn theo. Khi chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về là xóa hết tất cả những số nợ nào. Cho nên quý vị nên nhớ rằng quý vị sẽ coi trong cái tờ giấy phiếu tính tiền ở ngày tháng của quốc dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về nước, sẽ không bao giờ có những cái phần trăm mà người dân Việt Nam phải trả đâu. Ngày hôm nay quốc dân Việt Nam trong nước, người mới vừa sinh ra là cũng khóc trên mình cái số nợ liền. Qua những cái gì mà tập đoàn sản nó ký cho nước Ngộ Bang sau năm 1975, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa về là xóa hết tất cả những cái tình huống đó, vô hiệu hóa cái tình huống đó. Như vậy để quý vị thấy là chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa nó có cái quyền hạn như thế nào. Rồi quý vị hãy nhìn coi những cái chiêu thức mà dẫn độ. Tại sao tập đoàn Cộng sản ngày hôm nay nó không có cái chiêu thức dẫn độ đó? Quý vị ganh tị viên có biết cái điều đó không? Tại sao tập đoàn Cộng sản ngày hôm nay nó là có vũ khí, nó cầm đầy đủ ở trên tay, là quân đội đầy đủ, vậy mà nó không dám ra cái thác tò nó triệu tập ông Francis này, đúng không? Dám lên diễn đàn của ông mà nói lơ mơ trên đây là ông không có tha thứ. Cho nên là quý vị nên nhớ một điều là đừng có bao giờ tha thứ. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Ơi, có một người bạn ở Na Uy, xin lỗi, ở Mỹ muốn gọi điện thoại với mình, nhưng mà tôi đang làm livestream mà gọi điện thoại vô chia sẻ thì làm sao chia sẻ được. Có thể là sau khi tôi làm livestream hay là muốn lên đây chia sẻ trên diễn đàn, có thể là vào rồi đánh chat lên rồi tôi biết được cái ý của cái người mới vừa gọi trên diễn đàn đây thì lúc đó tôi sẽ mời lên để chia sẻ, đúng không?
Thế còn bỗng nhiên gọi điện thoại vô thì tôi đây chia sẻ thì tôi không thể nào nói chuyện riêng tư. Trên đây tôi đang phục vụ quốc dân, cho nên không có cái tình huống riêng tư ở đây. Cho nên là xin thưa quý vị, khi mà chính phủ để tạm Việt Nam Cộng Hòa trở về nước thì sẽ vô hiệu hóa hết tất cả những cái hợp đồng mà Tập đoàn Cộng sản Việt Nam đã ký cho mọi công ty nào đó không cần biết mà có làm việc tại Việt Nam mà hà hiếp quốc dân, hoặc là Đảng Cộng sản Việt Nam là dưng đất bán đảo được bán trong mọi hình thức nào đó không cần thiết. Cho nên quý vị hãy an tâm, chính phủ Đại Tân Việt Nam Cộng Hòa trở về nay mai đây thì cái định ước thương mại của Thượng Hải kia nó cũng sẽ bị vô hiệu hóa hết rồi. Tất cả nợ gì của Tập đoàn Cộng sản gây ra ngày hôm nay để trên vai, nặng chịu trên đôi vai của quốc dân Việt Nam, chính phủ Đại Tân Việt Nam Cộng Hòa cũng vô hiệu hóa hết tất cả. Cho nên quý vị hãy an tâm những cái điều đó. Cho nên đó là từ đây trở đi, xin lỗi, tuần tới chứ, tức là tuần lễ 41, nhân viên chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng có mặt ở tại hai miền Nam Bắc. Cho nên là quý vị hãy an tâm, khi mà mọi thứ đã nằm được ở trong một cái khuôn rồi, trong cái quyết định đường lối của chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, thì chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ giải quyết hết tất cả mọi vấn đề cho quý vị. Nhưng mà quý vị cũng phải là mở cái cửa của quý vị ra thì nhân viên chính phủ mới biết được là quý vị, người ta mới thấy được là quý vị thiếu gì, cần cái gì chứ, nó mới đúng chứ. Cái này là một ngày kia là quý vị cái là thắc mắc là u tại sao con tôi nộp đơn vô đi học mà không cho học, vì nguyên nhân tại sao quý vị dậm trời la đất, phải không? Rồi nhân viên chính phủ nhìn thấy trong hóa đơn của bà thiếu cái chỗ là ghi cái số căn cước vô, ông với bà không có cái số đó. Rồi lúc đó quý vị mới chạy tới đi tìm những cái câu mà ông xấu xí Francis này nói mấy năm về trước, đi tìm đó, đi tìm cái con số, đi tìm cái mà ông xấu xí này ông đã loan báo đó. Lúc này nói ra thì quý vị chê, đúng không? Cho nên xin thưa quý vị ngày hôm nay cái sự mà nghi ngờ của quý vị sẽ cho quý vị một cái cơ hội rằng là quý vị được nhìn thấy cái sự thật, và quý vị được quyền thay đổi cái suy tư của quý vị. Trước kia quý vị vì một cái sự lỡ làng nào đó quý vị lại chia tay cái chính phủ, rồi quý vị ra khoác cái áo ganh tị viên lên, quý vị quay lại quý vị tiêu cực về chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay quý vị quay trở lại chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng đón nhận quý vị. Còn quý vị mà không bước vô chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa thì chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng nhận nhân viên cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và cùng chính phủ xây dựng đất nước phục vụ quốc dân. Nếu ai cảm thấy cái lời phát biểu của tôi cảm thấy dị ứng, muốn lên khẩu chiến, sẵn sàng. Cho nên đó là khi mà trong hiến pháp có đề ra là bỏ cộng còn việc thì không có cái hận thù gì trong đó cả. Quá ơi là đơn giản như thế.
một tên. Còn ai nữa, tiếp tục đi. Dám lên đàn, diễn đàn của ông mà lên nói chuyện bất lịch sự trên đây là ông đạp hết. Viết chữ tên người phải viết hoa và viết lịch sự và muốn nói cái gì nói à. Nhưng mà phải có chút văn hóa để tôi biết rằng anh là người có văn hóa. Là cái gì mà phê bình của anh á, là có cái tầm hiểu biết sâu xa. Chứ cái này quý vị toàn lại vươn lên nhìn, tôi nhìn thấy cái sắc sắc của quý vị toàn, nhìn thấy quý vị toàn là chưa học được cái lớp nào luôn cả, chẳng hiểu cái văn hóa Việt Nam nó quan trọng như thế nào đối với người viết và đối với người nghe. Cho nên những thành phần nó đập ngay xuống hố luôn. Quý vị đó cần phải đập ngay. Xin thưa quý vị, khi mà quý vị cảm thấy mà nghi ngờ cái chính phủ từ ngày xưa tới giờ đó, mà quý vị lỡ chừng mà quý vị chê trách trong cái những cái tiêu cực gì đó, chính phủ tha thứ hết cho tất cả. Đây là một sự chia sẻ tận tình của chúng tôi. Cái anh Phạm Đăng Huy này nói Việt Nam Cộng Hòa đang bắt tay, chúng tôi không bắt tay Cộng sản đâu. Chúng tôi tha thứ Cộng sản. Chứ không phải là bắt tay đâu. Trời, Cộng sản bắt tay gì đi. Cộng sản bắt tay, chặt tay luôn á. Nếu Cộng sản bắt tay mình nên chặt tay đi. Đúng không? Chúng tôi tha thứ Cộng sản. Bỏ Cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Nếu mà Phạm Duy Đăng là người Cộng sản sự thật, Phạm Duy Đăng là người Cộng sản. Và tôi biết Phạm Duy Đăng là người Cộng sản. Chúng ta ôm nhau làm việc về cái cảnh nhậu với nhau an tâm hơn là những cái bộ mà cảnh tỷ viên kia. Nó là dư luận, nó là làm gián điệp, là nhị trùng tam tùng trùng tứ trùng ở trong đó. Nhưng mà tôi đã thưa rồi, để tăng Việt Nam Cộng Hòa lập nên là bắt quý vị là dầu quý vị là nhất tạp trùng đi chăng nữa, chứ đừng có nói là nhị trùng, trong đó chúng tôi cũng có khả năng bắt quý vị ra nữa cho quý vị biết về. Quý vị đừng có nói rằng là thôi tao lén lén tao vô, tao vô trong chính phủ rồi trong đó tao quậy ra. Đó, quý vị nhìn thấy ở trên cái diễn đàn Facebook công luận ngày những thời gian vừa qua, quý vị thấy không? Chúng tôi lọc ra, nó lòi chành ra hết. Chúng tôi lọc ra, nó lòi chành ra. Còn người nào ma quỷ hiện hình lên đây, bắt người ta dục hết xuống. Cho nên bất cứ người nào mà gọi là hợp tác với chính phủ để tăng Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ để tăng Việt Nam Cộng Hòa. Hôm trước tôi có thưa một cái lý luận này, có một nhà gọi là lý luận. Tôi cũng nói là lúc đó tôi chưa vô chính phủ. Người ta hỏi cho tôi nói cho người Cộng sản, tôi cũng vẫn dùng nữa. Người ta nói, sao anh gan vậy? Anh dám dùng Cộng sản hả? Anh biết Cộng sản là nó kinh hồn lắm. Nó xạo trá cả quốc tế, phải cúi đầu nó xạo trá. Đỉnh ước Ba Lê, 27 tháng Giêng năm 1975, là nó xạo trá, nó tiêu diệt hết quốc dân, mầm mống của quốc dân tiêu diệt hết. Mà bây giờ anh không sợ hả? Tôi nói, dạ thưa, ngày hôm nay tôi không sợ. Dù anh có một quân đoàn hay là như thế nào đó, anh đi theo về chính nghĩa quốc gia, nhưng mà anh có cái ý để làm hại chính nghĩa quốc gia, tôi sẽ cho anh ở đằng xa kia làm việc. Đằng xa là xa hàng nào? Xa bằng cái tầm súng mà anh quay lại giết tôi. Nơi đó anh làm việc, nơi đó. Chứ đâu phải là chúng tôi không dùng anh đâu. Tôi cho anh đầy đủ súng đạn mà anh làm việc ở cái khoảng cách mà bằng cái tầm đạn cái súng của anh bắn lại tôi, thì tại sao không dùng được chứ? Nếu anh có khả năng anh tìm cách hại tôi cũng có khả năng tìm cách tôi bắt linh hồn của anh vậy.
tôi cũng đang thắc mắc trong cái thời đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa sao mà không bắt được mấy cái tên mà khi tài liệu tôi đọc lên tôi thấy tức, thấy rất là tức luôn. Mà khi mà đọc tài liệu mình thấy họ chưng hửng hàng ngày ở, ở ngoài đường phố đó thôi. Rất là dễ bắt lắm. Tôi đã thưa quý vị, khi mà tôi vào tụ nghi đường, khi mà tôi vào, tôi là nhân viên của chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, tôi vào tụ nghi đường. Tôi đã thưa cho quý vị mấy hôm trước rồi. Tức là tôi đi, tôi có cái cuốn sổ tay, có chút xíu, bất cứ cái thứ gì tôi ghi vô trong đó. Tôi ghi ra rồi rảnh, tôi ngồi, tôi đọc lại, tôi nói là cái ông bà A này nè, anh B nè, anh C này, tôi nói mấy cái anh này, tôi nói không trước thì sau, cũng đem chính phủ ra bán mắt, bán rẻ ở trời trời. Trời ơi, tôi nói chưa sập chưa ráo mực luôn mà nó lòi chanh ra hết. Lòi chanh ra hết. Đó, những cái đó mà ngày hôm nay là tôi được có tên ở trong cái số nhỏ, sổ nhỏ của tôi. Mà tôi cứ trình ngay lúc mà tôi gặp Đức Quốc Công lần thứ hai, tôi trình trước mặt Đức Quốc Công luôn đó. Chứ không phải là đợi đến bữa nay tôi mới nói rồi. Tôi nói là tình hình nó như thế này đó thưa ngài. Đối diện với ngài, ngài có mời, phải nói chúng tôi cũng cảm thấy hãnh diện, ngài có mời chúng tôi vào cái phòng họp riêng. Và chúng tôi ngồi trước mặt ngài, tôi trình trước mặt ngài luôn. Tôi nói rằng là tôi sẽ đánh tờ báo cáo. Ngài nói là không, đã có mặt ở đây rồi thì thôi, nói luôn, tôi nói một nửa vấn đề. Thì xin thưa quý vị, dù quý vị bay lên trời thì hãy quý vị mà bay được lên trời thì chúng tôi cũng bay được theo vậy chứ. Quý vị có khả năng là quậy phá trong chính phủ thì chúng tôi cũng phải có khả năng là bắt quý vị ra chứ. Quý vị có khả năng là điều gì làm hại chúng tôi cũng phải có cái khả năng là điều gì đó để chặn đứng cái sự làm hại của quý vị chứ. Giống như là cái tên An Phong này lên đây là bú liêu bú láo thì chúng tôi phải có cái cách thức là tôi đạp nó xuống nhà cầu chứ. Chẳng hạn như Luân Hòa này cũng đạp nó xuống nhà cầu cho nó hửi phân ở dưới đó. Thí dụ như vậy. Mấy anh có cái chiêu thức nào chúng tôi cũng có cái chiêu thức đó. Chúng tôi chiến đấu. Cho nên vấn đề cái trưng cầu dân ý, tôi xin thưa lặp lại cho quý vị, là cái mà quý vị cần thiết phải làm. Giống như chiếc xe hơi cần phải có xăng vậy. Quý vị không có xăng là quý vị không chạy được. Là quốc dân trong Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, không có cái số căn cước đó thì quý vị không làm được cái gì, kể cả những cái gì mà tôi kể hồi nãy giờ, xin con đi học cũng không được nhận đơn, mua bán cũng không được, mở ngân hàng cũng không được, kinh doanh gì cũng không được. Mà tôi biết quý vị sẽ biết được điều đó. Nhưng mà ý tôi muốn nói lên đây để ngăn ngừa những cái ngày tháng giao thời mà quý vị tìm đủ một cách đó là đứng sắp hàng, tôi nói lệ chen lắng để có cái số trưng cầu dân ý, cái số căn cước. Trong khi trong lúc đó chờ đợi chính phủ Đại Tăng Việt Nam Cộng Hòa trở về nước thì quý vị là làm những cái điều đó ngay trong ngày hôm nay nhẹ nhàng hơn không? Trời ơi, vậy mới nói là ở trong cái thời thế văn minh, rồi ở trong cái thời thế hoàng kim, rồi ở trong cái thời thế mà điện tử hóa đủ thứ chuyện, quý vị cái gì cũng khen là thời buổi ngày hôm nay, nhưng mà có một điều quý vị không biết gì hết. Mới lạ nè. Quý vị nói ngày hôm nay người ta đi lên cung trăng rồi, ngày hôm nay ta dùng iPad rồi ta nói chuyện rồi, ngày hôm nay cái gì cũng điện tử không, mà cái gì cũng điện tử không. Nhưng mà con điều quý vị không có tử điện gì cả. À, cho nên quý vị thông minh cái kia mà quý vị dốt cái chỗ nọ, khó chịu. Thông minh điều mà dốt nhiều điều nó cũng như không. À,
Chào Trần Lễ Hằng. Thông minh nhiều quá rồi, chữ nghĩa chạy lộn xộn trong đầu hay sao rồi quý vị cái quên đi hết những cái điều quan trọng. Ngồi đây không nghe ông giảng cho nghe mà ngồi viết tầm bay tầm bạ trên đây là đạp đi hết. Cho nên là quý vị không thể nào mà trừ khử hoặc là che những cái điều mà tôi nói hồi nãy giờ. Và tôi lặp lại rằng là tôi không phải năn nỉ quý vị đó nha. Nên nhớ rằng là tôi phải van xin quý vị những cái điều đó. Mà tôi nhắc lại cái thiên trách mà quý vị cần phải làm để chi cho có lợi chính của quý vị. Hiến pháp để tam Việt Nam Cộng Hòa ghi rất rõ quốc dân Việt Nam là một, tất cả đều cư sự công bằng. Nên nhớ là công bằng nha. À. Công bằng là cái gì? Anh đi thi và anh làm được 10 bài toán, anh làm hết 10 bài toán anh có được 10 điểm. Còn những kẻ kia lười học đó là nằm ở nhà uống rượu uống bia rồi đi quậy phá không? Thì làm nó con bài cũng đòi 10 điểm được không? Nếu cho luôn 10 điểm ấy, thì xã hội có công bằng không thưa quý vị? Xã hội lúc đó không còn là xã hội công bằng nữa. Người nào làm đúng 10 điểm được 10 được 10 bài thì có 10 điểm. Người nào làm 10 bài mà làm có một bài chỉ nhận một điểm thôi. Đó là xã hội công bằng. Thì ngày mai nay cũng tương tự như thế. Nếu ai mà tích cực đem hết niềm tin cho chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đến chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cả cái tâm hồn, thể xác lẫn tâm hồn, và có số căn cước trưng cầu dân ý, người đó sẽ được phục vụ trước chứ. Đó mới gọi là công bằng. Dù chỉ lúc đó có giả đò là diễu mị, tình cảnh khó khăn, con cái đưa bồng đưa bê, rồi ông chồng tôi ông lê lết cho kia, hay làm ơn cho tôi xin cái suất trưng cầu dân ý sớm hơn. Sai. Nếu lúc đó tôi vì cái tình huống cá nhân của quý vị, một gia đình của quý vị, trong khi hàng tá gia đình, hàng triệu gia đình khác người ta đang chờ kia, mà tôi vì cái tình huống khó khăn của gia đình chị, anh chị mà chúng tôi quay dây lại phục vụ gia đình anh chị là sai, là sao họ sẽ không công bằng, bắt đầu không công bằng từ cái điểm đó, đúng không? Thì quý vị không được phục vụ theo nhu cầu của quý vị thì quý vị cho là Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa là không phục vụ quốc dân rồi thế này thế nọ. Sai. Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa không phải giống như quý vị suy tư như thế đó đâu. Luôn luôn căn cân công lý, công bằng, luôn luôn là thế. Lên đây đừng diễn đàn của tôi cấm viết cái chữ thề và cái chữ vô văn hóa mà tôi ghét nhất là cái chữ mày tao. Chữ thề có thể bạn viết hơi lộn xộn mà thì được, cái một cái chữ mày tao cái chữ vô văn hóa lắm. Và câu văn hóa Việt Nam không có dạy ở trong nhà trường chữ mày tao, cái đó là cái văn hóa đường phố, phải không? Tôi biết cái văn hóa đường phố không? Cho nên là quý vị đừng có lôi thôi bà. Và xin thưa quý vị rằng là khi chính phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về nước, quý vị có một điều, nhất là anh em cán binh cộng sản đã trở về lại chính nghĩa quốc gia, quý vị phải biết cái tư thế của quý vị. Quý vị sẵn sàng là một cái ánh sáng mà nhìn biết rõ hết cái đường đi lối về của tập đoàn cộng sản cứng đầu kia. Đó là cái công tác của quý vị đó, báo cho quý vị biết như vậy.
Đó là cái công tác của quý vị. Đừng có làm gì hại họ, mà phải biết họ đi đâu, họ về đâu. Những cái tên đầu sỏ cộng sản đây kia, cái loại mà còn cứng đầu không chịu cúi đầu trước quốc dân Việt Nam, quý vị phải biết họ đi đâu, họ về đâu. Tài sản của tập đoàn cộng sản, quý vị được 10% nếu bất cứ một người dân nào mà chỉ điểm được cái tài sản của tập đoàn cộng sản, thu hồi cái tài sản nó trở về lại cho quốc dân Việt Nam, người nào chỉ điểm sẽ được 10%. Và người cán bộ nào dưng tự dưng tài sản của mình trước khi bị chỉ điểm, người đó được quyền nhận lại 10%, coi cũng như là cái công của người đó được chỉ điểm để thu hồi cái tài sản bất hợp pháp kia. Tóm lại, người nào tự dưng tài sản được giữ lại 10%, quốc dân nào mà chỉ tài sản của tập đoàn cộng sản giấu giếm ở đâu cho cán bộ nhân viên của Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa tới tịch thu, quý vị được 10%. Trời ơi, thí dụ 10 tỷ mà 10% cũng ngon, ngon cơm lắm chứ, đúng không? Quá ngon cơm luôn. Vì nên nhớ điều đó, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa là cái hy vọng to lớn nhất cuối cùng trong đời của quốc dân Việt Nam mà chúng ta phải đón chờ. Mời quý vị nghe máy nhạc. Bảo không cho mày nghe nhạc luôn, mà cho mày xuống âm phổ luôn. Trần Hồng, cho mày xuống dưới nhà cầu luôn nha. Xong. Chào tạm biệt quý vị, chào Quỳnh Phương, chào tất cả quý vị. Chào Tuấn Cấm, chào Phương Duy. Luôn vào cửa chơi Kim Lê. Yeah, mời quý vị. Chào Trọng Bắc ạ. Chào Na Phiên. Trời, nghe tin là chính phủ sắp về nước. Trời, bữa nay vui nó coi đâu mà đông dữ vậy, không biết nữa. Mà đâu có cần thiết đông quá đâu. Mỗi tay. Thằng nào ngóc đầu lên là tôi đưa ngón tay vô, có nghĩa là một con dạng rơi xuống hầm cầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cùng xôn ra mắt lục hoàng. Hân hoan nghe vũ câu cười, đi đâu mà lạc lối lên trời, á lý nghĩ dù trong thật bù chai. Hộp bao bắt đầu lo âu, sai tề thiên đi hái tiếng đau. Mấy hàng cà phê đen, các cung nữ mê lính ngỡ nhìn. Chào Tiết Ngọc Dương, Dương. Ok, bye bye quý vị. Chào tạm biệt. Thank you.